Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Kiến Thức Hang. Thì tiếp tục cái chuỗi hướng dẫn các bạn liên quan đến việc thiết kế. Thì hôm qua đó mình đã hướng dẫn các bạn tự tạo ra một cái logo trong 2 phút ha. Thì cái video ngày hôm nay đó sẽ hướng dẫn các bạn tự tạo một cái thumbnail hay còn gọi là ảnh đại diện của một cái video trên YouTube. Thế thì cũng theo cái cách như ngày hôm qua, tức là chúng ta chỉ cần tốn khoảng 1-2 phút gì thôi thì chúng ta đã có thể tạo ra một cái thumbnail đẹp theo đúng chuẩn và nó sẽ thu hút người xem. Thì mình lại tiếp tục sử dụng cái trang Canva.com. Thì Canva.com nó sẽ cung cấp cho chúng ta rất nhiều cái chủ đề để chúng ta có thể sáng tạo. Hôm qua mình đã hướng dẫn các bạn làm logo. Thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn làm cái YouTube thumbnail. Nếu của bạn nào mà nó không có hiển thị ở đây á, thì có thể nó nằm khuất bên trong ha. Các bạn có thể dùng cái mũi tên này nè để các bạn di chuyển ha. Thì chúng ta có thể tìm tới những cái chủ đề mà chúng ta đang cần. Ở đây thì mình đang cần là YouTube thumbnail, thì mình sẽ quay trở lại mình kiếm nó ha. Sau đó các bạn bấm vào cái phần này, thì lúc này nó sẽ chuyển chúng ta đến cái trang thiết kế thumbnail. Các bạn nhìn bên tay trái này, có rất nhiều mẫu ở đây, rất đẹp. Thì những cái mẫu này á, nó là người ta đã design rồi ha, người ta đã bố trí hình ảnh cũng như là cái size chữ làm sao cho người khác nhìn vào người ta có thể đọc được cái nội dung. Các bạn thấy không? Dù cái khung hình ở đây nó đang review rất nhỏ nè, nhưng mà cái chữ á, chúng ta đọc rất là ok. Thế thì những cái mẫu này thì chúng ta chỉ việc lấy ra chúng ta sử dụng thôi. Bây giờ các bạn phải lưu ý ha, trong đây á, thật ra nó tồn tại hai cái loại. Một á, là được dùng miễn phí, thì những cái nào mà các bạn thấy nó ghi chữ miễn phí nè thì chúng ta được lấy ra dùng. Còn những cái nào mà nó không ghi thì chúng ta không dùng được ha. Mình sẽ tìm cái, ví dụ cái này đi. Các bạn thấy không có chữ miễn phí ở đây. Thì ở đây nếu mà chúng ta muốn dùng những cái này đó thì chúng ta phải trả tiền cho cái bản là RAW ha. Nhưng theo mình á, thì chúng ta chỉ cần dùng những cái bản miễn phí là đủ rồi. Mình sẽ lấy hình cái cô gái này ha, với cái hình chữ bên đây. Thì mình sẽ dùng nó để thiết kế ha. Tất cả những cái mẫu khác thì các bạn cũng làm tương tự thôi, rất đơn giản. Bây giờ ví dụ như người ta để sẵn hình một cái cô gái như thế này, chúng ta có thể thay thế một ảnh khác đưa vào trong đây. Đầu tiên thì mình sẽ xóa cái hình này đi ha. Các bạn có thể lướt phải, các bạn chọn delete cũng được. Mình sẽ tìm một cái ảnh khác mình bỏ vào đây. Các bạn nhìn ở đây ha, nó sẽ có một cái mục gọi là photo, chúng ta bấm vào. Ví dụ như bây giờ mình lấy một cái ảnh nào đó để chúng ta bỏ vào trong cái phần này. Lựa cái ảnh nào đẹp đẹp đây ha. Ví dụ như chúng ta làm về món ăn đi. Mình sẽ lấy cái hình này. Cái này có chữ miễn phí nè ha. Chúng ta sẽ bố cục cái chỗ đây. Các bạn có thể kéo to lên ha, sao cho nó vừa với cái khung này. Các bạn có thể điều chỉnh sao cho nó hợp lý. Tuy nhiên thì bây giờ thì các bạn thấy đó, cái hình này á, nó đang nằm ở bên trên, nó che mất cái chữ của người ta. Thì chúng ta lại lướt phải vào cái hình. Ở đây á, nó sẽ có một chế độ là xuống một lớp hoặc là xuống cuối cùng luôn. Thì ở đây mình cho nó xuống cuối cùng luôn ha. Các bạn thấy bây giờ cái hình nó nằm ở phía dưới ha. Còn những cái lớp, cái lằn gạch này nè, nó nằm ở trên. Cái màu xanh này cũng nằm ở trên và cái chữ này cũng đang nằm ở trên. Bây giờ mình sẽ hiệu chỉnh cái chữ này thành cái chữ đúng cái chủ đề của mình. Thì chúng ta có thể kích chuột vào, nhấp chuột hai cái đó. Các bạn có thể quét chọn cái này. Bây giờ chúng ta sẽ ghi một cái tiêu đề gì đó. Ví dụ như mình hướng dẫn là tạo thumbnail đi. Mình sẽ ghi là tạo thumbnail. Các bạn có thể ghi tiếng Việt nha. Thumbnail. YouTube đẹp chẳng hạn. YouTube đẹp. Tuy nhiên thì các bạn thấy á, ở đây chúng ta gõ thế này nè, nó bị lỗi chữ ha, do cái phông chữ này nè. Cái phông này nè. Nó chưa có hỗ trợ đúng cái tiếng Việt. Thì
Phone của Google á, nó sẽ có nhiều cái loại phone, có phone hỗ trợ tiếng Việt, có phone không. Thì mình sẽ hướng dẫn các bạn luôn ha, để các bạn có thể xem được những cái phone nào nó hỗ trợ. Các bạn có thể search cái từ khóa là phone Google tiếng Việt. Hay các bạn có thể gõ từ khóa này. Thì chúng ta sẽ có một cái trang này của Google luôn ha, các bạn kích vào. Thì ở đây á, nó review rất là cụ thể. Ví dụ như cái phone là Roboto này nè, thì các bạn thấy cái kiểu chữ nó sẽ như thế này. A Open Can nè, thì nó ra như thế này. Các bạn lăn chuột xuống ha, có rất nhiều mẫu. Noto Can ha, là nó ra như thế này. Rất nhiều, đủ thứ kiểu hết. Chúng ta có thể chọn một cái mẫu nào đó để chúng ta dùng. Các bạn thấy chưa? Rất nhiều. Bây giờ giả sử như mình lấy cái chữ này đi, Anton gì này ha, mình sẽ dùng cái này để mình làm cái chữ cho cái thumbnail. Mình sẽ quay trở lại cái trang thiết kế này, mình sẽ quét chọn nó nha. Mình sẽ đổi ra cái phông mà chúng ta cần. Các bạn có thể dùng cái thanh trượt các bạn kéo để các bạn tìm tới cái phông mà chúng ta đang cần ha. Hoặc là các bạn có thể gõ trực tiếp ở đây. Ví dụ như mình tìm cái phông Anton này nè. Rồi các bạn chọn cái này. Thì các bạn thấy lập tức nó ra được chữ tiếng Việt. Tuy nhiên á, những cái chữ này nó khít vô nhau, cho nên nhìn rất là xấu. Chúng ta sẽ cho nó giãn lên ha. Các bạn sẽ nhìn lên trên đây giùm mình. Trong cái phần thiết kế nè, nó có cái nút ba chấm ha, các bạn bấm vô. Các bạn thấy có cái phần điều chỉnh chiều cao nè, spacing ha, chúng ta bấm vào. Chúng ta sẽ điều chỉnh cái phần là line 2 nè. Chúng ta kéo nha. Các bạn thấy lập tức chỗ này nó thay đổi nè. Chúng ta bố cục như thế nào cho nó đẹp. Các bạn thấy không? Còn cái phần letter này thì giãn chữ ra. Chúng ta không cần thì thôi. Đó, chúng ta kéo như thế này. Giả sử như mình thấy nó ok rồi, các bạn có thể bấm ra ngoài. Đó, chúng ta đã tạo ra được cái chữ là tạo thumbnail đẹp. Hình ăn uống gì đó chỗ này. Cái này các bạn lưu ý là ngoài cái việc mà chúng ta chọn trên cái phần photo này á, thì chúng ta cũng có thể úp một cái ảnh khác lên đây. Mình ví dụ mình search một cái ảnh nào đó đi. Ví dụ như là gơ sinh gì đi ha. Rồi. Chúng ta chọn hình ảnh ha. Chúng ta tìm một cái hình nào đó. Ví dụ như mình chọn cái hình cô này đi, cho nó hot ha. Rồi, mình sẽ lưu xuống máy tính nha. Mình sẽ click phải ha, mình chọn là lưu hình ảnh nè. Mình chọn ra ngoài desktop luôn. Các bạn nhấn save. Quay trở lại trang thiết kế nè. Bây giờ giả sử như mình không thích cái hình này, mình click phải, mình chọn delete. Bây giờ các bạn vào cái phần upload ở đây. Chúng ta sẽ bấm vào cái nút là upload email. Rồi chúng ta chọn cái phần desktop ha. Sau đó các bạn tìm tới cái hình mà chúng ta muốn up lên. Ví dụ hình cái cô gái này. Các bạn chọn Open. Thì lúc này cái hình đó sẽ được tải lên trên đây ha. Bây giờ á, chúng ta muốn đưa cái hình này qua đây để sử dụng á, thì các bạn kích vào ha. Lập tức nó sẽ đưa qua bên đây. Tuy nhiên cái hình này mình lấy nó hơi nhỏ nha. Các bạn phải chọn cái hình lớn hơn. Ví dụ như mình kéo hình cô gái lớn lên như thế này. Đó. Rồi. Mình bấm ra ngoài. Giống như lúc nãy thì mình nói cái hình này á, nó bị che khuất những cái lớp bên dưới. Thì mình sẽ cho nó xuống bên dưới nè. Các bạn click chuột phải. Các bạn chọn là Send to Back ha. Nó sẽ xuống nằm ở dưới cuối cùng ha. Các bạn thấy không? Thì chúng ta tạo được một cái thumbnail như thế này. Bây giờ giả sử như chúng ta thiết kế xong rồi, chúng ta thấy nó đẹp rồi. Bây giờ chúng ta sẽ lưu xuống ha. Các bạn sẽ bấm vào cái nút download ở đây. Các bạn chọn download ha. Thì cái trang Canva nó sẽ xử lý và nó cho chúng ta lưu trữ cái file hình này. Các bạn sẽ đặt một cái tên. Ở đây tạm thời thì mình đặt cái tên là tạo thumbnail đẹp luôn ha, .png. Các bạn nhấn nút save. Sau khi mà nó lưu xong thì chúng ta có thể kích vào để chúng ta xem thử coi cái hình này như thế nào. Thì các bạn thấy đây là cái thumbnail mà mình vừa thiết kế.
nó nhìn khá đẹp ha. Đây là cái hình, còn bên đây là cái nội dung. Các bạn thấy nó bố cục rất là ok. Chúng ta có thể sử dụng cái này để làm những cái thumbnail đẹp, thu hút người xem, người ta bấm vào cái video chúng ta để có thể có được nhiều cái lượt xem ha. Thì cảm ơn các bạn rất nhiều đã theo dõi cái video này. Các bạn nhớ đăng ký kênh ủng hộ mình và để lại những cái bình luận bên dưới ha. Xin chào các bạn.